Theo thầy Hồng Phạm, sau đây sẽ là báo cáo bài tập 10. Với yêu cầu đo nhiệt độ hai kênh dùng là M35 hiển thị trên hai nét bảy đoạn có nút nhấn để chuyển kênh. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến đó là mô phỏng. Con IC chúng ta sử dụng sẽ là 74F76F887. Và chúng ta sẽ sử dụng hai thiết bị đo nhiệt độ, đó là LM35 gắn vào kênh AN0 và AN1, sử dụng hai nút nhấn. Nút nhấn A cho thiết bị đo U2, nút nhấn B cho thiết bị đo U3, và hai con led hiển thị nhiệt độ. Tiếp theo chúng ta sẽ bước đến việc đó là viết code. Cũng như code bình thường, đầu tiên chúng ta sẽ phải khai báo thư viện của nó. Và khi sử dụng ADC thì chúng ta sẽ khai báo thêm sau include 16F887.h, đó là device ADC, ở đây là 10 bit. Chúng ta sẽ khai báo định chân, đó là chân B6 cho nút A và B7 cho nút B. Sử dụng một mảng cho led 7 đoạn từ 0 đến 9 và một biến ND, đó là để hiển thị nhiệt độ. Đầu tiên chúng ta sẽ là viết chương trình con là hiển thị. Output D sẽ hiển thị hàng đơn vị của nhiệt độ và output C sẽ hiển thị hàng chục của nhiệt độ. Đến chương trình chính, đầu tiên set chip D, set chip C sẽ cho bằng 0. Setup ADC chúng ta sẽ sử dụng đó là xung nội. Setup ADC box chúng ta sẽ sử dụng box AN0 và AN1, VSS và ADD, VDD. Chương trình sẽ là trong khi các điều kiện đúng thì nếu nút A bằng 0, tức là nút A được nhấn, thì sẽ chuyển đến kênh 0, tức là kênh AN0. Chúng ta sẽ đi lên một giây. Trong khi chuyển đến kênh 0 rồi thì trong khi nút A bằng 1, nút B bằng 1 chuyển đến kênh 0, chúng ta sẽ sử dụng hàm đó là read ADC để đọc nhiệt độ. Nhiệt độ thì sẽ bằng nhiệt độ chia cho 2,046. Mình sẽ giải thích số liệu 2,046. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là điện áp tham chiếu là VRF trừ là bằng 0V và RF cộng cũng là 5V. Thông số do là ADC 10 bit nên độ phân giải sẽ bằng VRF cộng trừ VRF trừ trên cho 2 mũ 10 trừ 1 sẽ bằng 4,887 mV. Độ phân giải là 4,887 mV, không tương thích với độ phân giải của cảm biến LM35 bằng 10V, nên là tỷ lệ chênh lệch sẽ bằng 10V mV chia cho 4,887 mV sẽ là 2,046. Đó là con số 2,046. Tương tự như kênh nút nhấn B, nếu nút nhấn B được nhấn thì sẽ chuyển sang kênh 1. Kênh 1 ở đây là AN1, là sử dụng cảm biến thứ hai. Tương tự như nút nhấn A thì trong khi nút nhấn B bằng 1 và nút nhấn A bằng 1 thì sẽ chuyển sang kênh 1 và sẽ đọc nhiệt độ ở cảm biến 2, và nhiệt độ thì sẽ bằng nhiệt độ chia cho 2,046 và chúng ta sẽ hiển thị. Đó là code, và bây giờ chúng ta sẽ combine nó không có lỗi, và chúng ta sẽ nạp code vào chương trình. Ở đây mình đã nạp code sẵn rồi nên bây giờ chúng ta chỉ cần chạy.
khi nhấn nút nhân A, nhiệt độ ở kênh 1 sẽ hiển thị lên đang ở 27 độ C. Thì led sẽ hiển thị là 27 độ C. Chúng ta giảm, nhiệt độ cũng thay đổi. Khi nhấn kênh B, thì nhiệt độ ở kênh B sẽ được hiển thị. Nhấn kênh A thì nó sẽ hiển thị lại nhiệt độ của kênh A. Và đó là bài báo cáo của mình. Xin cảm ơn.